Xin chào các bạn, lại là Khải đây. Hôm nay mình sẽ quay lại với tập 2 của series giải đáp những thắc mắc về lao động cũng như định cư của hai nước Mỹ và Canada. Tập 2 của mình sẽ nói về chương trình lao động phổ thông ở Mỹ EB3. Mình đã tìm hiểu các câu hỏi trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội từ YouTube, Facebook đến Instagram thì đã tổng hợp được 5 câu hỏi. Thì bây giờ mình sẽ giải đáp từng câu hỏi các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên, làm EB3 thì mất bao lâu và khoảng bao nhiêu tiền? Thì thời gian mà làm cái chương trình EB3 này sẽ rơi vào khoảng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm 4 tháng hoặc là 2 năm 2 tháng tùy vào hồ sơ mà các bạn nộp. Thì bạn sẽ mất các chi phí dịch vụ, phí dành cho luật sư và phí chính phủ khi yêu cầu chính phủ Mỹ xét duyệt hồ sơ. 2. EB3 có thể bảo lãnh gia đình được không? EB3 có thể bảo lãnh gia đình các bạn nhé. Nhưng gia đình ở đây chỉ thuộc là vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi. Chứ không phải gia đình có nghĩa là ông bà cô chú đều đi theo được. EB3 có thể tuyển từ bên Việt Nam hay không? Thì EB3 chính xác hơn là sẽ có thể làm hồ sơ tại Việt Nam nhé các bạn nhé. Tức là cái tỷ lệ thành công của cái hồ sơ sẽ phụ thuộc vào cái hồ sơ của cái doanh nghiệp mà các bạn đang ứng tuyển vào cái công việc đó, cũng như một phần là vào cái độ trung thực của các bạn khi mà làm hồ sơ nộp lên cái bộ xét duyệt di trú ở Mỹ cũng như ở Việt Nam. Câu số 4 là có khá nhiều là bạn hỏi. Đây là cái câu mà mình bắt gặp rất là nhiều, đó chính là tiệm nail có thể bảo lãnh được người lao động theo dạng EB3 hay không? Thì câu trả lời của mình sẽ là được. Nhưng mà nó sẽ dựa vào cái điều kiện là nếu mà cái nhà người làm nail đấy mà họ đủ lớn hay họ còn gọi được là họ được là nhà tuyển dụng luôn rồi, phải chứng minh được các yêu cầu cơ bản, và tức là các yêu cầu để có thể là họ phải đóng thuế một năm bao nhiêu, rồi họ có chứng minh được là thu nhập của họ một tháng là bao nhiêu hay không. Đó là những cái cơ bản nhất khi mình ứng tuyển vào cái nhà tuyển dụng để mà xét duyệt cái hồ sơ EB3 này. Rồi, họ còn phải chứng minh được là tại sao họ lại không kiếm được cái nguồn nhân lực này tại Mỹ mà phải đi kiếm cái nguồn nhân lực này tại các quốc gia khác trên thế giới. Và cái thứ hai ấy, về cái đối tượng mà lao động ấy, thì cần phải chứng minh ấy, là bản thân phải đáp ứng được cái nhu cầu của nhà tuyển dụng. Tức là khi mà họ đã tuyển dụng từ bên nước ngoài ấy, thì chắc chắn là bạn phải cần có cả kỹ năng và đôi khi là còn có phải cả bằng cấp nữa, tức là mình phải đặc biệt. Tức là họ không thể kiếm được cái người nào đó ở trên nước Mỹ mà họ phải đi tìm qua mình, thì chắc chắn bản thân mình phải là người đặc biệt hơn tất cả các cái ứng cử viên ở trong nước Mỹ rồi. Và câu hỏi cuối cùng là mình cũng thấy khá nhiều anh chị cũng như cô chú hỏi, và chính là có thể đi Mỹ theo cái visa du lịch sau đó đổi qua visa EB3 được không? Thì cái việc quan trọng nhất ấy, là khi mà làm cái chương trình EB3 mà các cái dạng này ấy, là đầu tiên là mình phải làm sao để mà mình có được cái visa du lịch trước đã. Và khi mà mình có được cái visa du lịch đấy rồi ấy, theo cái dạng này ấy, thường là sẽ đi tìm nhà tuyển dụng trong cái khoảng thời gian 6 tháng trên nước Mỹ đó, rồi sau đó là họ sẽ chủ động là về Việt Nam, có thể là họ sẽ nộp đơn ngay tại Mỹ và chờ họ xét duyệt, hoặc là cũng có thể quay về Việt Nam sau khi mà đã tìm được nhà tuyển dụng và sau đó là nội dung trên là mình đã tóm tắt tức là tóm nội dung trên mình đã tóm gọn tất cả những cái thông tin cơ bản về chương trình EB3 của Mỹ cũng như là 5 câu hỏi cơ bản nhất về cái chương trình này. Nếu các bạn còn có điều gì thắc mắc về chương trình EB3 của Mỹ hoặc là bất kỳ một chương trình lao động cũng như định cư giữa Mỹ và Canada, các bạn cần giải đáp thì các bạn có thể để lại comment ở dưới, bên mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn nếu mà mình có thể chắt lọc được nhiều câu hỏi được các bạn hỏi nhất, thì mình có thể ra một cái video chuyên về cái câu hỏi đó để giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng có vẻ là cũng đã dài rồi, cho nên là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.